Thưa đại chúng, thường thường tất cả những cái lỗi lầm của mình từ đâu sanh? Từ cái tâm. Phiền não mình từ đâu sanh? Từ tâm. Vui khổ đó do tâm. Bây giờ mình nói đi, 250 giới này á, nếu mà có phạm đi nữa thì tự cái gì mà phạm? Từ cái tâm thôi. Ví dụ bây giờ mình thấy đồ của người ta để đó mà mình có cái tâm tham, cái là mình lấy rồi, thấy không? Rồi mình lấy mà lỡ như á, mình không lấy được cái đó mà hoặc là mình thích cái đó qua mà không có được là mình nổi cái tâm phiền não rồi, sân rồi. Cho nên tất cả đều do tâm. Thì Phật nói thôi bây giờ giữ cái tâm. Thì Phật dạy chú cái câu kệ như thế này. Câu này là câu thứ 36 trong Kinh Pháp Cú. Tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng. Người trí phòng hộ tâm, tâm hộ được an lạc. Bài kệ trước á, là tâm điều đến an lạc, tức là mình điều phục được cái tâm là mình có an lạc. Ở đây Phật nói là tâm, người trí phòng hộ tâm. Mà một khi tâm đã được hộ á, thì an lạc đến. Tâm hộ an lạc đến. Đó là câu kệ. Còn đây là câu trường hàng. Tâm phàm phu cứ xoay vần theo ngũ dục, biến đổi u uẩn khó thấy. Nhưng kẻ trí lại thường phòng hộ tâm mình và được yên vui nhờ tâm phòng hộ ấy. Tâm khó thấy tế nhị. Tại sao gọi là tâm khó thấy tế nhị? Hôm trước mình học rồi, tâm là nó thuộc về cái gì? Nó thuộc về danh hay là sắc? Hả? Tâm thuộc về form hay là name? Nó là cái tên thôi. Mình đâu có ai thấy được tâm. Tâm không có hình tướng. Cho nên nếu người mà không có cái đạo nhãn thì không thể thấy tâm. Tâm mắt thường không thể thấy, mắt phàm phu, mắt nhục nhãn không thể thấy. Bởi vì sao? Bởi vì nó không có hình tướng. Và chính nó không hình tướng cho nên khó thấy lắm. Bây giờ đại chúng mình ngồi đây có mấy người đây không biết đang nghĩ gì, đang đi đâu. Có nhiều khi tâm ngồi, thân thì ngồi đây mà tâm đi xuống phòng ngủ rồi. Bây giờ tâm mình là cái gì phải không? Giờ này mà được leo giường mà trùm mền ngủ là hạnh phúc nhất, phải không? Cho nên đó là tâm khó thấy tế nhị. Tế nhị là sao? Bởi vì nó vi tế và nó rất là sanh diệt biến đổi nhanh vô cùng. Nó vừa khởi cái niệm này là nó tức tắc nó có cái niệm khác liền. Ví dụ như mình vừa khởi lên đói bụng, nghĩ tới ăn, rồi bắt đầu là ăn cái gì, đi vào đâu lấy, vân vân. Cho nên mỗi khi mà cái tâm mình nó sinh khởi mà nó biến đổi vô cùng. Nội thí dụ bây giờ nó đói bụng, cái lấy gói mì ra thôi, lấy một gói mì gói ra thôi là bắt đầu những cái khác nó nghĩ ra liền. Rau đâu, chanh đâu, ớt ở đâu, thèm mà gì gì đó, nó liên tục sinh khởi. Và rồi khi mà thậm chí đến cái tô mì hoàn tất rồi bưng ra ăn, thì trong khi ăn nó cũng tiếp tục nó sinh khởi. Trời, gói mì này ngon quá ha, rồi thế này thế kia, đủ thứ hết. Cho nên tâm khó thấy tế nhị. Mà nó làm cái gì? Nó theo các dục quay cuồng. Nó theo các cái dục quay cuồng, đủ thứ trong đời sống của chúng ta. Và nó không bao giờ nó yên an được một chỗ. Vì vậy cho nên á, cái người tu là cái người làm cái gì? Là cái người phải biết được cái tâm mình nó đang sinh khởi như thế nào để chúng ta điều phục nó. Thì trong cái công việc tu tâm này á, chúng ta làm hai việc. Một á, là chúng ta chế ngự. Hai là chúng ta giáo hóa. Chế ngự tâm, giáo hóa tâm. Ví dụ như thế này. Ví dụ như mình vừa khởi lên một cái ý niệm xấu thì mình chế ngự nó liền, đừng có làm.
Chẳng hạn như mình như vừa rồi đây, người ta đụng xe xong người ta bỏ chạy, thì con người ai cũng hốt hoảng hết á. Đụng người ta rồi người ta bị thương hoặc người ta chết đi là hốt hoảng dữ lắm. Nhưng mà nếu mà cái tâm hốt hoảng đó nó vừa sinh khởi thì tự nhiên cái tâm tà nó sanh lên liền, thôi bỏ chạy đi. Tại sao khi hốt hoảng như vậy, thấy nghĩa là bao nhiêu cái cảnh tượng mình đụng người ta nằm đó, thấy không, mà cái tâm thiện nó không sanh, nó đâu mình xuống rồi mình coi người này sao, rồi mình chở người ta đi bệnh viện vân vân, không thấy. Mà vừa đụng người ta một cái thôi thì cái hốt hoảng nó khởi lên, thì tất cả những cái tâm bất thiện nó sanh liền, thôi mình bỏ chạy đi. Rồi có nhiều người á, có nhiều cái quốc gia đó là cái mạng người nó rẻ lắm. Nếu mà cái người đó còn sống mà mình phải nuôi á, nếu mà họ bắt được mình mà mình phải nuôi họ là nuôi suốt đời, chi bằng á mình đụng cho họ chết luôn đi, chết luôn đi, mình đền chừng ngàn hai ngàn, thậm chí vài chục ngàn đi rồi là xong. Còn nuôi cái người này là nhiều tiền lắm, nếu mà họ sống cả đời nuôi lâu lắm. Cái tâm bất thiện nó sanh. Vì vậy cho nên cái tâm bất thiện mà nó vừa sanh là mình phải chế ngự nó và khai hóa nó. Ví dụ như mình đi làm về, trên con đường đi về thì kẹt xe. Thì cái thường thường là khi mà kẹt xe thì chúng ta có cái khuynh hướng là chúng ta muốn đi cho nhanh, lạng lách bằng mọi cách cho lẹ. Mà đôi khi đi không được thì sao? Trong xe bực bội. Thì bây giờ cái tâm bất thiện nó sanh phải không? Bây giờ mình chế ngự nó đi. Chế ngự bằng cách nào? Khai hóa nó, nói với nó: nóng nảy làm chi, cũng chẳng làm được cái gì. Thôi bây giờ mình ngồi trong xe, mình về nhà, nhiều khi mình lay hoay, mình không có giờ, mình nghe pháp, mình tụng kinh. Thôi bây giờ ở trong này, trong thời gian này mình không biết bao lâu nữa mới tới nhà, còn 5, 10 mai nữa, 10 cây số, 20 cây số mà kẹt xe quá, ngồi trong xe mở băng giảng lên nghe. Và nói với nó rằng gấp gáp cũng chẳng được làm gì, mà bực bội thì mình trong xe mình tự biết thôi. Mà mình cứ tập mình riết như vậy, mà không lẽ ngày nào trên đường đi về kẹt xe cái tâm mình nó cũng khởi như vậy hoài sao? Không được. Phải chế ngự cái tâm đó và khai hóa nó, đưa nó tới một cái điểm tích cực. Ngồi đây thì chúng ta nghe giảng, chúng ta nghe kinh. Về nhà không có thời giờ tụng kinh, mở băng tụng kinh lên, ngồi tụng theo trong xe. Tự nhiên một lát sau cái tâm mình nó thuần trở lại, nó yên lắng trở lại. Thì trong kinh dạy á, trong luận dạy á, một khi mà cái tâm mà bất thiện mà nó được cái tâm thiện khai hóa rồi, nó được chuyển hóa rồi á, mình có ba cái điều an lạc. Một á, là cái tâm mình bây giờ nó sanh ra một cái sắc pháp, nó sanh ra một cái tâm an lạc ngay trong giây phút đó. Cái đó gọi là hiện pháp lạc trú, lạc trú ngay trong giây phút hiện tại. Hiểu ý không? Tức là hiện tại ngay giây phút đó mình chuyển nó được, cái là mình liền có được một cái lợi ích thứ nhất. Đó là gì? Đó là an lạc ngay trong giây phút hiện tại. Lạc trú, lạc trú tức là ngay giây phút mình đó mình an trú trong an lạc. Điều thứ hai, mình không bị nhiệt não. Nhiệt não là gì? Cái phiền não, cái nóng giận của lửa nó thiêu đốt mình. Mình không bị lửa nhiệt não nó hại mình. Và khi nhiệt não nó hại thì chúng ta sẽ sanh làm những cái điều sai quấy, mà cái kết quả của sai quấy là dẫn đến cái chiều ân hận khổ đau. Ví dụ hồi nhỏ Pháp Hòa có biết một cái cô đó, cô nấu cơm xong rồi cổ đi ra, cổ thường thường Việt Nam mình mẹ nấu cơm rồi hay ra đứng ngay sớm á, kêu mấy đứa con về ăn. Thì cổ kêu cái thằng con cổ hoài nó không ra, nó không về là tại vì nó mê bắn bi. Cổ tức quá, cái cây củi mà đang chúng lửa nè, cổ cầm nguyên cái cây củi đó, cổ dí vô trong cái tay nó. Một lửa mà cả cái cây củi mà cổ để, cổ đè vô cái tay nó về, thì cuối cùng nó phỏng nguyên cánh tay nó.
Và cái thịt của nó sau này teo, và Việt Nam đâu có đủ thuốc men gì dưới quê mà teo tất tại rút. Thì khi mà cái tâm sân nó khởi lên đó, mình không chế ngự nó, phải không? Mình không chế ngự nó, rồi mình không có chuyện, mình không có khai hóa nó, thì cái nhiệt não đó nó đi tới, cái sự nóng bức của phiền não, cái chữ nhiệt đây là nóng bức, sự nóng bức của phiền não nó đưa dẫn mình tới làm cái điều quấy, rồi cuối cùng cái quả của cái điều làm đó là gì? Đó là ân hận suốt đời. Ngày nào đứa con đó còn sống và cô còn sống là cứ thấy nó là đau khổ, vì mình đã lỡ nóng quá mà mình đã hại đời con mình để cho nó tàn tật. Mà chính đứa con đó đó, mỗi khi mà nó nhìn lại nó, hoặc là nó làm, nó đi đứng, cái sự làm việc của nó, cái tay chân nó sử dụng bất tiện, mà nếu nó không được, nó không có được tu tập, nó không có được mở cái lòng nó chấp nhận, thì cứ mỗi lần nó khó khăn thì nó sẽ nhớ và nó hận má nó. Trong luận Đức Phật dạy, nếu như mà chúng ta chế ngự được tâm thì chúng ta có được cái an lạc thứ nhất, đó là lạc trú. Nó nhẹ liền, nó mát liền giây phút đó. Thứ hai là chúng ta tránh được cái nhiệt não để dẫn tới sự hối hận của cái quả lầm sai mà chúng ta làm. Và thứ ba, cái an lạc và cái lợi ích thứ ba đó là gì? Do chúng ta sống được bằng cái tâm an lạc như vậy, cho nên khi chúng ta bỏ đời này, chúng ta sanh thiên giới, hay chúng ta sanh cõi lành, hay nói cách khác là ngay trong giây phút này, đời sống chúng ta đi đâu đến đâu làm gì mình cũng lành thiện hết. Tại mình luyện đó mà, mình luyện cái tâm đó, cho nên mình phải chế ngự tâm và giáo hóa cái tâm. Ví dụ như mình tham ăn, thôi đừng. Bao nhiêu người đang dòm ngó mình. Cho nên hồi xưa Khổng Tử hay nói vậy lắm, bước ra đường cái á, 10 con mắt nhìn mình, 100 ngón tay chỉ mình, 10 ngón tay 10 con mắt. Thường thường người ta ngó, người ta phải chỉ, phải không? Ví dụ mình làm gì sai đó, cái người ta vừa thấy xong người ta ngoắt lại, kìa kìa coi kìa. Đó, thật sự là 10 con mắt nhìn mình, 10 ngón tay chỉ mình. Thật ra Khổng Tử dạy như vậy là để chi? Để mình bước ra đường á, mình phải tự mình phải thúc liễm. Mà không phải đợi là mình mới làm người tu, mình mới làm chuyện đó. Bất cứ ai mà không có thúc liễm bản thân, mình ràng rỡ, mình buông lung, mình chến mãn ở giữa mọi người, tự người ta sẽ dòm ngó mình. Mình nói ví dụ một cái chuyện rất nhỏ thôi. Thí dụ như mình mang một chiếc vớ, lỡ chiếc vớ nó cái ống quần của mình nó dính vô chiếc vớ, mà hãy mà bị đước ra ngoài, mặc dù cái đó nó không là cái gì gọi là ghê gớm hết, nhưng mà tự động ta thấy cái đó hình như nó chưa có ổn, cái ta lại ta nói kéo ống quần lại, hay ta lại đứng gần mình, ta kéo cái ta rút cái ống quần mình ra. Một cái chuyện rất là bình thường thôi, không có gì hết. Thậm chí là mình mặc cái áo mà nó lỡ cái áo đó, mà nó còn dính trong cái lưng quần, tự nhiên ta tới, ta cũng tới, ta kéo ra giùm, hay ta nói chị sửa cái áo lại. Nó không tội lỗi gì, nó không có một cái gì gọi là ghê gớm sai quấy. Nhưng mà trong cái cuộc sống này, cái gì mà nó chưa có được là tự động nó sẽ có một cái người nào đó, một con mắt nào đó, một bàn tay nào đó tới chỉnh mình. Cho nên đâu cần đợi tới người tu mới gọi là chỉnh y thúc đới đâu. Nhớ không? Nhớ câu đó không? Xin lỗi thưa đại chúng, là mình mặc cái quần vô, hay mặc cái xà rông hồi xưa đó, mặc cái niết bàn tăng đó, đâu phải mặc vô cái, phải chỉnh đó.
Thì trong trong cái câu kệ là chỉnh y thúc đới, tức là mình chỉnh sửa áo quần của mình lại. Không người nào mặc cái áo vô mà không phải chỉnh sửa. Cho nên y áo chúng ta đắp cũng phải chỉnh. Chỉnh như thế nào cho nó ngay. Chuỗi đeo vô cũng phải chỉnh. Cái kiếng mình đeo xong phải chỉnh. Nhất nhất việc gì chúng ta đều phải có sự chỉnh. Cái xe của mình nè, bước vô ngồi phải chỉnh kiếng nè, chỉnh ghế nè, có phải không? Mình vô mình đậu bãi đậu xe phải chỉnh chiếc xe cho ngay nè, chứ không phải quẹo vô cái rắc, kệ nó đậu sao cũng được. Mình đậu không đúng, không đúng hàng lối người ta đụng xe mình. Thậm chí người ta còn nói ai mà đậu cái xe rất là không có ý tứ, kệ nó, quẹt chơi cho nó vui, cho cái tội đậu xe không không có đường hoàng. Đậu xe cũng phải. Rồi thậm chí mình đậu xe vô rồi mình phải làm gì? Bẻ cái bánh lái sao để chi cho cái bánh xe mình nó ngay lại. Cho nên không có một cái gì chúng ta làm mà không có sự chỉnh chu. Sự vật nó còn vậy thì huống chi là cái tâm mình. Cho nên tâm mà không có chỉnh đốn, tâm không có gọi là thúc liễm ngăn chừa, thì cái tâm đó nó đi chơi vơi mà nó không biết đường về. Mình tu đó nha, ở chùa đó, mà thử thời bây giờ mà không đưa ra thời khóa coi, cho thoải mái coi, là thoải mái gọi là thả ga. Cho nên cái thời khóa để làm gì? Nó là một hình thức để chúng ta đưa cái tâm mình trở về. Thỉnh thoảng phải đưa nó trở về. Sáng ngủ dậy, chuyện đầu tiên là bắt nó dậy lên ngồi thiền tụng kinh. Xong rồi xuống ăn sáng rồi làm gì một chút. Hay trưa đi qua đường. Mà ăn mà có nghiêm túc, tự nhiên ai cũng nghiêm túc trong ăn. Quan tâm để ý tới cái ăn. Gọi là gì? Chú tâm. Cho nên trong dựa theo câu kệ này, tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng. Rồi giờ muốn chỉnh nó thì chúng ta làm hai việc. Một là chúng ta khai hóa tâm, gì chế ngự tâm, và chúng ta khai hóa tâm. Mà khi mà ba, mà khi mà cái đó mà nó được rồi thì cái gì tới? Ba cái an lạc, phải không? Một là lạc trú, hai là trừ được cái nhiệt não mà sẽ dẫn đến cái hậu quả hối hận, ăn năn. Và thứ ba là bất cứ nơi nào, chốn nào chúng ta sống, chúng ta an lạc được đó. Tại sao? Tại mỗi ngày chúng ta làm vậy rồi. Ví dụ như một cái đứa nhỏ nó tới nhà người ta, nó ăn cơm, nó đứng dậy nó rửa chén, cái người ta mới nói trời ơi con nhà ai mà dễ thương quá. Hay là người ta nói sao? Thôi thôi được rồi con để đó cho bác làm. Dạ không có, mẹ con dạy con là ăn cơm rồi phải đứng dậy rửa dọn. Thì nó mỗi ngày nó quen như vậy rồi, nó tới nhà người ta nó cũng nghĩ như vậy, mà nó không nghĩ nó là khách, mà nó sống được vậy coi. Khen liền, con nhà ai mà dễ cưng quá. Còn ăn xong ngồi đó, người ta dọn dọn ngồi thừ ra đó. Mà thậm chí đũa cũng không phụ gom, muỗng không phụ dọn, ngồi thừ ra đó, ai muốn làm gì làm. Thì người ta cũng đâu có nói gì đâu, nhưng mà ta dọn xong ta quánh giá nó. Cho nên cái gì cũng vậy, nếu chúng ta sống mà có chừng mực, có khai hóa, có chế ngự, thì làm việc gì nó cũng đẹp. Ví dụ ở mình thường có cái thói quen rồi, bất cứ lúc nào gặp người lớn cũng chào, nói câu nào ra cũng dạ thưa. Nó quen rồi, cái tâm nó quen, nó thuần rồi. Thì thậm chí nói chuyện với đứa nhỏ ta cũng dạ. Ôi tại sao tôi lại dạ con nhỏ không? Đừng có lo. Cái chữ dạ đó đâu phải để dành cho người nhỏ nói với người lớn đâu, mà đó là mình, cái lịch sự của tâm của con người. Người lớn cũng có thể dạ, chứ đừng nghĩ rằng người lớn không phải dạ. Vì đó mình đừng có cái gì cũng vậy, mình sống riết nó thành cái quen. Mà cái thói quen không xấu, cái thói quen xấu là không nên. Thà là mình thói quen tốt đi,
Và có nhiều đứa nó có cái thói quen là xin lỗi. Bất cứ chuyện gì nó xảy ra cũng xin lỗi hết. Tốt. Tại sao phải xin lỗi? Tôi đâu cần có cái đứa nhỏ kia, hãy kêu tới nó. Chuyện đầu tiên nó kêu là xin lỗi. Nói con làm gì mà con xin lỗi? Dạ con chưa biết nhưng mà con xin lỗi trước. Phải không? Thật ra cái đứa như, vì cho dù người ta có đang giận nó đi nữa đó, mà người ta kêu tới nó, cái giận của người ta nó cũng xuống nữa. Và không dẫn đến cái sự gọi là làm cho người mình sống mà mình không để cho người khác phải chê bai. Và thật sự ra trước hết ai lược lợi? Chính bản thân mình. Mình sống tốt, mình hành thiện, và mình chuyển ngự được tâm, mình chuyển hóa được tâm, thì cái người đầu tiên an lạc là mình. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta sống dở, chúng ta hại người này, nói người kia, không, cái người thứ nhiều kia chỉ là người thứ hai nghe cái đó thôi. Mà chính những cái lời bất thiện nó xuất phát từ trong nội tâm của mình. Và để như vậy đó, Đức Phật còn dạy á, chúng ta thường nên quán tưởng năm điều. Cái này mình học, mình đọc hoài trong kinh Duy Thức. Tôi thế nào cũng phải già, tôi không thể nào tránh được cái già. Tôi thế nào cũng phải bệnh, tôi không thể nào tránh được cái bệnh. Tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào tránh được cái chết. Tất cả những gì tôi trân quý hôm nay, ngày mai này tôi đành phải buông bỏ tất cả. Cuối cùng là gì? Tôi không thể nào tránh được cái nghiệp. Phải không? Vì cái nghiệp chính là cái sẽ đi với tôi sau này. Còn nghiệp thiện hay nghiệp xấu đó là tùy mình. Nói chung là một chữ nghiệp thôi. Tôi không thể nào tránh được cái nghiệp, vì cái nghiệp chính là sẽ đi tôi sau này. Còn bốn cái trước là sao? Già, bệnh, chết, người thân và của cái, tôi không đem được cái gì. Cái mà tôi có thể mang theo được một cái thôi, đó là nghiệp. Mà nếu người tâm trong sáng thì tạo nghiệp thiện, người không trong sáng thì tạo nghiệp xấu. Là tôi sống vậy đó, tôi không cần sợ ai hết, tôi không sợ trời sợ đất gì hết, tôi không tin nhân quả tội phước gì hết, không có thần thánh nào hết. Dạ không sao, anh muốn nghĩ gì cũng được, anh muốn sống sao cũng được, nhưng anh không thoát được nhân quả. Bằng chứng, không ăn thì đói mà ăn vô là no. Anh ăn vô là cái nhân, cái quả là đầy bụng phải ra phân. Anh uống vô là nhân, có nước tiểu là quả. Không, mà nếu như mà nước tiểu mà nó luôn luôn tốt là anh khỏe. Anh không uống nước là nhân, bệnh tật là quả. Đơn giản vậy thôi. Anh bệnh, anh không uống thuốc, mà uống thuốc là cái quả tốt. Không uống thuốc thì cũng có quả, mà quả xấu, quả bệnh nặng, quả chết. Anh không tin phải không? Nhưng mà thật sự anh có bao giờ anh rời khỏi nhân quả anh sống trong mỗi ngày đâu. Anh đi làm thì anh có tiền, anh ăn cắp thì anh phạm pháp, anh bị bắt. Không phải nhân quả là gì? Thôi, cái đó của người ta đừng lấy. Anh tin nhân quả rồi đó. Anh tin nhân quả anh mới không ăn cắp của người ta đó, mà tại anh không biết thôi. Anh có tin nhân quả, anh có sống với nhân quả, mà tại anh không biết thôi. Thì bây giờ người ta nói cho anh biết cái này là nhân, cái này là quả nè, mà bác liền không có nhân quả tội phước gì. Nhưng mà anh không nhận chữ đó, anh vẫn sống với nó. Tôi không thích bệnh, nhưng mà xin lỗi anh, bệnh là có. Nhưng mà giờ thân anh chưa có bệnh phải không? Mà tâm anh có bệnh đó, bệnh cố chấp. Nhiều khi mình nói tôi đâu có bệnh gì đâu, mà khư khư cái cách sống đó. Thì anh chưa bị thân bệnh, nhưng mà hiện tại tôi thấy anh có một cái bệnh, đó là tâm bệnh. Cho nên nếu mà mình nhìn với lấy cái đạo nhãn, Phật nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, mà nhìn mọi người sống, các pháp nó đang hiện hữu ở trên đời này và mỗi người, chúng ta thấy rằng chúng ta thấy rất chi tiết về mọi việc. Nhưng mà tại vì người ta chưa nhận ra thôi. Người ta chưa nhận ra thôi. Cho nên người trí thì phòng hộ tâm.
Có một vị mới lên gặp Pháp Hòa, nói là trong cái thời gian dịch bệnh thì ở nhà không có làm gì thì con thường lên mạng chơi, lên Facebook. Thì cuối cùng quen được một cái người đó, rồi quen với cái người đó, rồi bây giờ sanh tình cảm. Mới sanh tình cảm thôi, và con có cái cảm nghĩ là con muốn bỏ cái gia đình hiện tại mà con đi theo cái tình cảm mới. Thì lên gặp thầy để thầy có cái lời gì thầy khuyên. Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ nếu mà nó chưa có đi cái gì mà gọi là quá đà, quá đáng, nên dừng đi. Tại vì cái này nó chỉ là một cái giây phút thỏa mãn cái tình cảm, cái feelings, cảm giác ở trong người mình đó. Mình gặp được một cái người mới, lời nói của họ nó mới, cách thức của họ nó mới, thì mình cảm thấy nó có cái gì đó hay hay, nó không giống như cái người cũ của mình thôi. Nhưng mà nếu chúng ta không dừng ngay đây mà chúng ta đi theo cái mà chúng ta đang nghĩ là chúng ta thích đó, mà nghĩ rằng ô mình kiếm được cái của mình rồi đó, vậy chứ trước kia không phải không cái người đó không phải của mình sao? Trước kia mình cũng nói câu đó mà. Trước khi mình cưới người này, mình sống với người này có con, mình cũng nghĩ vậy mà. Người này của tôi mà, tôi kiếm được phân nửa của tôi mà, sao bây giờ là mình lại nói nữa? Thì Pháp Hòa mới nói dừng đi để làm chi? Để sau này đừng có hối hận khổ đau. Tại Pháp Hòa đã thấy rồi, có những người khi còn trẻ sống bay lượn như vậy đó, lúc về già nằm chỗ con không ngó, không dòm. Vợ thì hận mình, con nó hận mình, nó không nhìn, không ngó, thậm chí chết nó không tới. Mà mình tới mình năn nỉ nó nhất định nó không đi là nó không đi. Nói cái gì nói nó không tới. Thiệt sự đám tang nó không tới. Suốt cái đám tang nó không tới. Có phải khổ không? Vì một cái phút mà chúng ta không chế ngự được cái tâm, không khai hóa được cái tâm, không có thấy được cái muốn giúp cho cái tâm của mình nó dừng á, chúng ta nên nghĩ tới cái quả. Nhiều khi cái nhân nó chưa sinh khởi nhưng mà hãy nghĩ tới cái quả đi. Ví dụ như ở đây nó có những cái loại cây á, mình trồng á, mai mốt nó lớn á, là cái rễ nó sẽ sắn vào trong cái nền nhà và nó sẽ làm hư cái móng nhà. Cho nên thường thường trước khi trồng mỗi cây đó, đừng có thấy nó nhỏ nhỏ rồi cứ trồng sát nhà. Tại vì mình phải nghĩ đến 10 năm nữa, 20 năm nữa khi mà nó lớn lên là sẽ hư. Hồi xưa chùa cũ mình bị vậy đó. Mấy cái rễ cây á, nó bắn vô trong cái đường cống của chùa, rồi là nghẹt hết trơn luôn. Cuối cùng phải mướn thợ tới, họ đưa cái máy vô để xây nhuyễn những cái rễ cây đó, thì đường thoát nó mới thông được. Và từ từ nứt mấy cái nền móng của mình, nó sắn vô là nứt hết mấy, nó làm hư hết mấy cái móng nhà. Cái nhân nó sắp sửa trồng, phải nghĩ tới cái quả. Thì nhờ quán tưởng được cái quả như vậy, cho nên chúng ta rời được cái đó. Thì cái câu này Phật dạy: tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm. Người trí mà phòng hộ tâm là phòng hộ bằng cách nào? Quán cái nhân và quán cái quả. Đâu có cần phải đợi quả mới thấy quả đâu. Ngay cái nhân là đã thấy được cái quả rồi. Ngay cái nhân là mình thấy được quả rồi. Cũng giống như Pháp Hòa nói xin lỗi, bây giờ mình làm bánh bao nè, mình làm cái bánh bao nó nhỏ nhỏ vậy nè, nhưng mà nếu mình làm mà mình không có tư duy, không có quán chiếu á, thì mình để cái bánh bao vô trong cái nồi mình hấp, hồi bánh bao nó làm sao? Nó bể hết. Tại vì mình không có thấy được cái bộ của mình nó quá mỏng, nó quá nhão, hay là như thế nào đó. Cho nên nhiều khi mình thấy nó vậy, nhưng mà chỉ chừng 5-10 phút sau thôi, nó sẽ nở ra. Trước khi mà mình ăn cơm xong rồi, trước khi mình gom dọn thức ăn, mình thường đi lấy cái chén, cái dĩa để mình đựng lại những thức ăn dư. Nhưng mà đâu có ai nhắm mắt nhắm mũi đi kéo đại cái tô ra lấy. Phải nhìn. Nhìn cái gì? Nhìn thức ăn dư còn lại bao nhiêu, để chúng ta đi tìm một cái tô cho nó tương ứng với cái thức ăn còn lại. Không suy nghĩ gì hết, lấy đại cái tô ra để xong không đủ, thế là phải lấy cái tô bự hơn,
sớt qua rồi lại cái thêm cái dừa rồi giờ không có sao đâu, nhưng mà mất công. Mà cứ như thế thì nó thành ra cái gì? Tập khí, thói quen. Mà dù nó không tội lỗi gì, nhưng mà chính cái đó nó làm cho mình thấy rằng cái nhỏ mình chưa giải quyết được thì nó thành cái thói quen, thì nó dẫn tới cái lớn. Mà cái trường hợp này đó, Đức Phật trong giới luật Phật gọi là cái gì? Giá tội hay là tứ tánh tội? Cái này là cái giá đó. Cái giá là cái ngăn. Cái nhỏ mà anh không chừa thì nó sẽ dẫn đến cái lớn rất là dễ dàng. Còn cái tánh tội á, không cần biết đạo Phật, đạo Chúa, đạo gì cũng cần biết, không cần biết nam, nữ, bất cứ sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, dối trá, nó nằm sẵn trong hết, trong tất cả con người. Không luận là con người đó là ai, hễ là con người, dù tu cũng tu gì, nó vẫn nằm ở đó hết. Cái đó là tánh tội. Nhưng mà chúng ta ngăn ngừa bằng cách nào? Đừng uống rượu. Tại rượu chỉ là giá tội thôi. Ngăn ngừa cái rượu đi để không có thể phạm tới những cái lỗi lớn. Mà tại sao phải gọi là tánh tội? Là vì nó nhỏ quá. Mà tại sao phải làm? Là vì chính nó nhỏ cho chúng ta coi thường. Mà chính vì cái coi thường cho nên chúng ta dễ phạm. Chính vì chúng ta coi thường và dễ phạm. Chúng ta lái xe ở mùa đông ở đây nè. Người nào mùa đông mà lái y như mùa hè là thế nào cũng đụng xe. Mùa đông phải lái theo mùa đông, mùa hè phải lái theo mùa hè. Đến mức độ mà người ta còn cho mình cái bánh xe, ở đây còn có bánh xe mà. Mùa hè thì phải đổi bánh xe, mùa đông phải đổi bánh xe. Cho nên người trí phòng hộ tâm. Phòng hộ bằng cách là thấy nhân, thấy quả. Phòng hộ bằng cách là quán năm điều. Tất cả những gì tôi trân quý hôm nay, một mai này tôi phải đành buông bỏ tất cả, dù đó là vật chất hay người thân. Một cái duy nhất mà tôi có thể mang theo được với tôi sau này, đó là nghiệp. Nhờ quán như vậy cho nên phòng hộ được tâm. Và người mà phòng hộ được tâm thì cái gì đến? An lạc nó đến. An lạc là gì? Sự tĩnh lặng, sự nhẹ nhàng, sự bình an. Không phải rộn rã, nhưng mà nó có một cái sự, cái niềm vui tĩnh lặng ở bên trong. Cái đó gọi là lạc, là vui. Mà cái lạc này không phải nó rộn rịp, nó gì hết á, mà nó rất là bình thản, an nhiên. Đó là cái câu kinh thứ 36 trong kinh Pháp Cú, ở trong cái phẩm gọi là phẩm tâm. Thì hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng, chúng ta giải thích thêm ha. Cái câu này là do cái thầy trẻ muốn trở về đời, Đức Phật xót thương, không muốn thầy này ra đời, cho nên Phật dạy giữ một việc thôi con, được không? Dạ được. Trời ơi, phải mấy ông thầy con nói sớm là con khỏe rồi, nói con giữ tới 250 giới con thấy khủng quá. Lên Phật thì Phật nói thôi giữ tâm thôi. Mà thiệt sự là vậy. Trên đời này á, cái thiện là bất thiện chỉ duy nhất sinh khởi từ tâm. Mà hãy tâm mà được điều phục rồi thì sao? Mọi việc nó đều yên hết. Phải không? Tâm được tỉnh rồi thì sao? Tội liền tiêu. Mà tôi tiêu tâm tịnh, thải điều không. Tại lúc đó mình thấy tội không có thì tâm đâu sanh khởi. Có phải không? Tâm bình lặng rồi thì giờ, thí dụ như tâm mình yên rồi là vật chất có để đó, nó đâu có tác động gì đâu. Thì không phải là tâm được tịnh rồi tội liền tiêu là gì? Tội tiêu tâm tịnh thải điều không. Tôi không có tâm ăn cắp cho nên anh để ngàn thứ quý giá tôi cũng bình an vô cùng. Tôi không có tâm mê cờ bạc cho nên anh có lái xe chở tôi đi ngang casino, anh cho tiền tôi chơi tôi vẫn bình thường. Tại vì sao? Tội tiêu tâm tịnh thái điều không. Ngay chỗ đó gọi là địa ngục đó. Địa ngục gọi là hữu và vô. Mình không mê dù cái đó nó có trước mặt cũng vô nghĩa đối với mình. Cũng giống như giờ mình là người ăn chay, mình không có ăn mặn, không ăn thịt. Giờ có để thịt cá trước mặt mình bình thường. Tại sao? Tại vì tôi đâu có phải là người muốn ăn nó. Mặc dù tôi có thể ăn nhưng mà tôi không muốn. Cho nên có
Cái đó nó có đây, nhưng mà với tôi nó là không gì hết. Cho nên địa ngục có với ai? Có với người tương đồng với tâm địa ngục. Địa ngục không với ai? Không với những người không có tâm của địa ngục. Phòng hộ tâm thì khi tâm điều là được an lạc. Ở trong tất cả chúng ta, ai cũng có một cái ước muốn. Ước muốn là được một người khác thương mình, và ước muốn là có người nào đó để mình thương. Cho nên mình mới đi tìm. Chứ nếu mình thương mình không, sống mình cho nó khỏe. Và vì mình cũng thương mình đó, cho nên mình kiếm người nào biết thương mình đó, để mình nói tôi muốn ăn cơm cái con người nấu, tôi muốn uống nước cái con người rót. Mình thương mình cho nên mình đi kiếm một người để gọi là mình thương. Nhưng mà thực tế ra là mình đang thương mình nhiều hơn. Mình muốn kiếm người để chăm sóc mình. Ở đây Pháp Hòa muốn nói, nếu Phật tử chúng ta hiểu được đạo Phật như bây giờ quý vị đang hiểu, thì đó là lý do tại sao quý vị thích thú tìm tòi nghe pháp, học pháp. Tuần này lễ này là long weekend mà, Labor Day mà, mình có quyền đi chơi với gia đình, với con cái trước khi nó tụ trường. Nhưng tại sao mình gác hết lại để mình đi vào một ngày tu học như thế này? Là tại vì mình thấy được một cái điều hay gì ở đó, an lạc gì đó trong khi chúng ta học pháp, chúng ta thích. Cho nên thưa đại chúng, là quý vị nhớ là đạo Phật không phải chỉ là một tôn giáo để cho chúng ta chỉ có niềm tin không, rồi cúng, rồi xin, rồi lại vân vân. Mà cái quan trọng là chúng ta học được lời của Phật, rồi chúng ta ứng dụng và chuyển hóa được mình. Cái quan trọng là chuyển hóa mình. Bây giờ mình học cho thật là nhiều, hay là mình tụng cho thật nhiều, mình không chuyển hóa mình, thì nó không có lợi ích được nhiều. Cũng giống như mình ăn cơm mà cơm nó không tiêu vậy. Ăn cơm là cơm phải tiêu hóa, thì cái bao tử mình nó mới khỏe và mình mới có thể ăn nữa. Cho nên Đức Phật dạy á, cái người cư sĩ tại gia mà có cái phần an lạc ở trong đó là gì? Vì người đó có cái chánh mạng. Chánh mạng là gì? Nghĩa là người đó biết cân đối mọi thứ trong cuộc sống. Thí dụ như mình đi chùa, nhưng mà cũng phải biết mình còn bổn phận với gia đình. Đi chùa làm công quả, nhưng mà mình còn bổn phận với gia đình, thì mình phải làm sao mình thu xếp được công việc nhà của mình, thì chừng đó mình đi chùa mới yên, và người nhà của mình không khởi phiền não với mình. Mà một khi mà họ bực bội, họ phiền não với cái chuyện đi chùa của mình, thì họ nói gì? Họ nói bậy. Họ hay dũa mình kiểu này kiểu kia, cái mình hay nói là tạo nghiệp. Nhưng mà họ tạo nghiệp là tại ai? Một phần cũng có mình, tại vì mình không biết chánh mạng quân bình. Cũng như mình chi thu, mình có chi thì phải có thu. Pháp Hòa ví dụ ha, bây giờ cái thân thể mình đây, sáng ra cái mình thu một ly nước, 2 tiếng sau mình chi. Rồi bây giờ mình ngồi mình nghe, cái bắt đầu cái mình thu một cái tô mì, miếng bánh mì ăn sáng, lát cái mình chi. Rồi trưa cái mình thu, lát cái mình chi. Nếu như mà mình chỉ thu không mà không chi á, đi thăm bác sĩ á, bệnh. Nhưng mà ngược lại, mà nếu mình chỉ chi không mà không thu á, mệt lắm á, lết luôn á. Có phải không? Bỏ qua chỉ nói ở mặt thân thôi. Cho nên á, mình phải thấy Đức Phật dạy, một trong những cái pháp an lạc của đời sống của chúng ta là chúng ta biết sống một cuộc sống cân đối. Khi chúng ta ăn ngon
thì cũng ăn vừa chừng. Vì ngon quá mà ăn nhiều cái đó thành ra ngán mất ngon. Ngày xưa Pháp Hòa có một cô sư đệ, cô Pháp Tịnh, cô nấu ăn ngon lắm. Nhưng mà thường á, cô mới kể nhỏ với mình, cô nói tôi thiệt sự tôi nấu ăn không có ngon. Nhưng mà tại tôi biết nấu là tôi không bao giờ nấu dư. Tôi nấu thiếu thiếu vậy đó, ăn cái nó thèm thèm cái lần sau tôi nấu nữa cái nó ngon. Cho nên á, Tổ Quy Sơn cũng dạy á, người tu á, là có ba cái không nên đủ. Một là ăn, hai là ngủ, ba là mặc. Ăn, mặc, ngủ đừng có nên đủ quá. Tại vì con người mà ba cái này mà đủ quá nó sanh lười. Thí dụ như nói ngủ mà thiếu một chút thì còn dậy đi học, chứ nó để tôi ngủ đủ thì tới 12 giờ. Ví dụ vậy, thà là ngủ thiếu mà còn được đi học. Cho nên cũng có một chút ngủ rồi đi học. Đi học vậy rồi về cái giờ mình thiếu ngủ cho nên tối chịu khó ngủ sớm. Chứ còn mà nói là ngủ cho đủ thì phải tới 12 giờ mới đủ. Thì hễ mà 12 giờ thì mình trễ chuyện học hành. Cũng như đi làm thôi, chịu khó thức sớm một chút, đi làm để có tiền rồi về nhà nhờ ngủ sớm một chút cho nên đỡ thức khuya coi phim. Cho nên cái nào nó cũng có cái ăn thua là mình biết quân mình đó. Thì Đức Phật gọi cái đó gọi là chánh mạng. Chánh mạng nghĩa là gì? Là mình dùng cái cuộc sống của mình một cách chân chánh quân bình. Đồ bổ mà ăn nhiều quá nó thành ra vô bổ. Thí dụ như mình ăn cơm xong á, mình hay có khuynh hướng là mình ăn trái cây. Nhưng mà ăn như vậy không có tốt. Tại vì mình vừa ăn xong thức ăn là nhiều chất bổ, mình ăn trái cây vô là nhiều chất axit. Thì chất axit đó nó sẽ tiêu hóa những cái đồ bổ mình ăn. Thành thử ra ăn thì cũng được, nhưng mà nó không có lợi ích. Cái cách ăn đúng của người ta là mình ăn trái cây trước 30 phút rồi mình hãy ăn cơm. Để nó làm cho cái đó nó làm tiêu hóa, mình ăn cơm nó ngon. Một lát cái chất axit đó nó không có làm hư đồ ăn của mình. Thậm chí mình ăn cơm no rồi uống ly thuốc bổ, nhất là uống yến rồi vậy đó, không có gì hết. Tại vì nó đi theo cái đường tiêu hóa hết, nó không nuôi dưỡng được. Cho nên thường người ta uống yến là ta uống buổi tối bụng trống, uống xong rồi đi ngủ nằm, để cho cái đồ bổ nó dẫn, nó dưỡng. Cũng giống như là người ta, người mà biết là buổi tối người ta không có uống vitamin. Tại vì vitamin nó làm cho mình tỉnh, khó ngủ. Buổi sáng uống để nó boost up, nó im, nó tăng cái thể lực, mình có thể mình đủ năng lực mình sinh hoạt cả ngày. Còn muốn uống vitamin là uống buổi sáng. Vitamin uống vô rồi nó tăng cái lực của mình, nó giúp cho mình đủ sức khỏe mình làm việc một ngày. Mình uống vô ban đêm thì bắt đầu nó làm việc, nó làm việc thì nó khỏe quá cái tỉnh không ngủ. Thí dụ vậy. Cho nên quý vị thấy là cái gì nó cũng có cái công thức của nó. Mà mình sống mà quân bình như vậy đó, cân đối như vậy đó, Phật gọi là chánh mạng. Và một trong những cái an lạc của người cư sĩ mà Phật dạy đó là chánh mạng. Mà cân đối luôn cả chi thu, tài sản, tiền của mình. Đức Phật dạy á, người cư sĩ Phật tử có bốn cái điều an lạc. Một là chúng ta có được cái nghề nghiệp tốt. Ví dụ như quý vị thấy á, mình đi học ra mình có được cái nghề đúng ý mình là tốt quá rồi. Hồi nãy trong Kinh Phước Đức nói làm nghề thích hợp là phước đức. Là mình đi học, thí dụ như mình học làm một vị sư phạm, làm giáo sư dạy học, mà rốt cuộc đi bán ngoài chợ thì nó không đúng với cái nghề của mình. Được làm nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Cho nên có được một cái nghề đúng ý mình tốt. Mà mình được phát triển cái đó. Khuya hôm qua Pháp Hòa tới đây cũng chiều tối lắm, thì có một vị Phật tử hay tới thăm.
Cô cha tới thăm mà ngồi thăm thì ổng bao nhiêu, rốt cuộc cô thăm gì? Cô hỏi cô phát triển về cái tài nấu ăn. Cô thích về nấu ăn chay. Rồi cô đến thì cô hỏi Pháp Hòa đó làm sao, kia làm sao. Cô làm giống như mình là người biết nấu ăn vậy. Nhưng mà gặp lúc được nổ rồi thôi kệ nổ luôn. Tức là khi mình làm một cái gì mình có khả năng mình phát triển được cái đó tốt. Quý vị thấy một một vị xuất gia cũng vậy. Trong số những người đệ tử xuất gia đó, có những người họ có mỗi người nó có một cái tài. Ví dụ có một thầy nào đó giỏi về mặt tụng kinh, có thầy kia giỏi về mặt thuyết pháp, có thầy nọ giỏi về mặt làm việc xã hội. Thì tất cả những cái khả năng của các vị đó, mỗi người có một cái đó, thì các vị đó phát triển được cái đó, thì đó là một cái niềm hạnh phúc an lạc cho mình. Pháp Hòa nhớ hồi đó Pháp Hòa có mười mấy chú tiểu. Thì chú, mỗi chú thích một kiểu. Con chú nhỏ lúc đó mới học có lớp 6 à, mà chú nói với Pháp Hòa, chú nói thầy thầy nữa con lớn rồi con muốn làm nghề sửa xe. Thế thì mới hỏi, ô sao con thích làm người sửa xe? Chú nói tại con thấy chùa có xe nhiều quá. À, bây giờ nếu mà xe nhiều quá mà mình không biết sửa xe mà đem đi kêu người ta rửa sửa xe tốn tiền lắm. Nó ồ tốt quá, vậy con ráng học đi, mai mốt con làm kỹ sư sửa xe. Cái mấy vị mới nói trời ơi sao thầy không nói khuyến khích chú học cái gì giỏi hơn. Pháp Hòa nói giờ cái đầu nó có nhiều, mình nói hơn cũng đâu có được không. Bây giờ nó thích sửa xe mình cứ đưa cái thích, nhưng mà quan trọng là nó phát triển cái học hiện tại. Thật sự ra đến lớp 8 là nó thay cái thích rồi. Nó bây giờ nó đang ở cái chỗ đó mà mình cứ bình thường thôi, mình cứ phát triển cái chỗ đó của nó. Cái quan trọng là hiện tại nó đang thích cái đó, mình phát triển cho nó cái đó. Một cái thứ nữa là gì? Nó muốn được cái đó và nó ráng học hiện tại. Cũng như con mình giờ nó nói mai mốt con lớn lên con làm bác sĩ. Trời, tướng mày mà bác sĩ. Nói vậy là mình nhấn nó xuống. Vâng, mà nếu mình nói ồ vậy ha con, được á, nhưng mà bây giờ con phải ráng học. Cái quan trọng là mình nhận ra cái nó muốn, rồi boost up nó chỗ này nè. Con ráng học để mai mốt con được làm bác sĩ. Có một chú tiểu nói thầy, mai mốt có con muốn giống thầy vậy đó, đi giảng kinh. Pháp Hòa mới nói ờ được. Thì bây giờ đó thầy nguyên tủ sách đó, tụi con thích cuốn nào cứ vô đọc. Thầy còn ở đây nè, đọc chỗ nào không hiểu hỏi thầy. Chứ đợi thầy đi rồi chết rồi bắt đầu mới vô lục sách. Thì lúc đó có những cái không hiểu sao hỏi. Có một chú trước khi Pháp Hòa đi, nói thầy cho con vô phòng thầy con mượn cuốn kinh Hiền Ngu. Có cuốn kinh Hiền Ngu bằng tiếng Anh. Pháp Hòa mới nói con đọc cho mấy em nó nhỏ quá sao nó hiểu nổi cuốn kinh đó. Nó không, con đọc xong rồi con summarize lại, con kể câu chuyện lại bằng cái chữ của bây giờ mấy em cho nó dễ hiểu. Mà mấy em thích lắm, con thử một vài câu chuyện rồi mấy em nó thích, nó tốt. Thì nói chung là mình nên khuyến khích. Mà thưa đại chúng, cuộc sống của chúng ta có nhiều khi mình không được cái hạnh đó. Mình thấy ai làm gì hay mình hay không muốn người ta hay hơn. Và mình nhiều khi một là mình bắt người ta ngang đó thôi được rồi, hai là mình chìm người ta xuống. Thí dụ người ta nấu ăn cũng được lắm, cái này cũng được mà hơi lạc, hơi mặn, mình cũng phải kiếm gì hơi hơi chút. Mình nói vô, tức là mình thiếu đi cái phần khuyến thiện. Và thưa đại chúng, khuyến khích là một cái điều rất là cần trong cuộc sống. Quý vị thấy Đức Phật không? Ai hỏi cái gì Đức Phật cũng không bao giờ mà rầy hết á. Đức Phật khuyến khích. Thiện Nam Tử, ông hỏi thật là hay lắm, ông thật là khéo hỏi. Nay tôi sắp sửa nói, ông hãy khéo lắng nghe. Quý vị nhớ mấy câu đó không? Mình phải học cái cách đó của Phật á. Còn mình bây giờ ai hỏi gì, hỏi vô duyên quá cũng hỏi. Tức là mình cắt ngang người ta, mình thật sự ra đâu phải người ta vậy.
Người ta hỏi là thật tâm người ta không hiểu, mà người ta mới đặt thành một câu hỏi mà đôi khi người ta không biết cái câu hỏi nó thực tế vậy, ta hỏi vậy thôi. Chứ không, cho nên bình thường câu hỏi nào mình cũng nhận một câu hỏi rất bình thường để mình khuyến khích, mà mình đã biểu người ta hỏi rồi, người ta hỏi xong la người ta thì làm sao người ta dám hỏi nữa. Cho quý vị thấy là bất kỳ câu hỏi nào Pháp Hòa vẫn đọc câu hỏi đó, và có đôi khi mình làm vui cho câu hỏi đó để làm chi, để người khác đừng có thấy câu hỏi đó kỳ cục. Mà câu hỏi nào Hòa cũng thấy bằng cái từ cái tâm thành của người ta mà người ta muốn hỏi hết. Cho nên quý vị, mình phải học cái cách của Phật, luôn luôn khuyến khích. Rồi sau đó rồi các vị đã học cái bài kinh đó, nghe xong cái tôi nói: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin nguyện thọ trì kinh này và lưu truyền, nhớ không? Truyền thọ kinh này. Đức Phật nói tốt lắm. Khi mà các vị mà phát tâm truyền bá như vậy, các vị thiện thần hộ pháp, ô Phật nói Bồ Tát này Bồ Tát kia sẽ hộ trì, sẽ nâng đỡ cho quý vị. Thật sự ra Phật nói vậy là gì? Nghĩa là Bồ Tát đó là ai, hộ pháp là ai, là tất cả chúng ta đây nè. Chúng ta thấy một người nào người ta phụng trì cái điều gì hay lành, chúng ta khuyến khích. Cho nên ở trong cuộc sống, mình mà có cái phước, mình làm được việc gì mà người khác khuyến khích mình, sách tấn mình là mình biết mình có phước lắm. Mình làm mà có người tán dương, có người nâng đỡ, có người khuyến khích. Và chính bản thân mình, nếu mình làm được cái gì mà đúng cái thích của mình, mà mình được phát triển cái đó, thì quả thật là một cái tốt. Mình thích nấu ăn, rồi mình học nghề nấu ăn, rồi mình phát triển được cái nghề đó, gia tăng được cái phần đó, tốt lắm. Cái thứ hai Phật gọi là gì? Biết giữ gìn. Quý vị thấy á, sau 40 năm mình định cư ở Canada này, thế hải ngoại là nói chung bây giờ mọi việc ổn định, ai cũng nhà cửa có, và thậm chí con cái bây giờ ổn định hết, mình không phải lo gì nữa hết. Nhưng mà quý vị thấy rằng đó là từ đâu mà được? Từ cái mình biết xài tiền của mình, từ cái mà mình biết xài một cách đúng đắn. Có mà không phí, có mà không phí. Thường thường quý vị biết không, trong một khóa tu để ra mấy trăm cái phần giấy napkin trải trên bàn, thì khi mà mọi người ăn xong đứng dậy á, cái việc đầu tiên Pháp Hòa đi á, là Pháp Hòa đi gom mấy cái giấy đó. Tại vì Pháp Hòa sợ khi mà các ban trai soạn hành đường người ta dọn á, người ta tưởng là giấy dơ người ta gom, người ta lau chùi người ta bỏ đi nó uổng. Thậm chí cái muỗng sạch cũng giữ lại nếu chưa dùng. Cái muỗng sạch, đôi đũa sạch, mình đứng dậy mình gom cái đó trước, để người ta không có sơ ý, người ta gom cái đó bỏ vô cái đống đó nó rửa. Trong cuộc sống của mình, cái gì mà còn lành thì mình phải dụng nó. Đức Phật dạy trong kinh đó, nếu mình cầm lên một tấm vải ở trong cái bãi tha ma, thường thường ngày xưa các thầy là đi lượm vải trong mấy cái bãi tha ma để mặc, chứ đâu có ai cúng vải đâu. Rồi về mới giặt sạch, rồi cắt lại những cái chỗ rách, rồi mới đã thành một cái miếng vải vuông, mới ráp nó lại, ráp hàng trăm mảnh như vậy để thành một cái y quấn trên người. Cho nên cái y đó gọi là y bá nạp. Y đó gọi là y bá nạp. Thì cái y bá nạp này á, là nhờ những tấm vải như vậy. Thì Đức Phật nói á, mình á, nếu như mình cầm một tấm vải đó lên mà mình thấy tấm vải nào còn sạch thì mình nên giặt lại mình xài. Cũng như thế, tất cả những gì chúng ta có trong cuộc sống này, dù có cũng không phí. Tại sao vậy? Tại vì đó là cái phước của mình mà có, mà mình phí nó là mình tổn, mình hủy cái phước của mình. Cũng giống như thí dụ bây giờ mình có một tô thức ăn, nếu mình nhắm mình ăn không hết thì mình xớt làm hai,
Chứ còn mình đã biết mình ăn không hết mà mình cứ ăn rồi lát mình bỏ, thì đôi khi đâu có ai ăn cái phần đó đâu. Nó thành một cái thói quen rồi, không bao giờ lượng, cứ ăn đi, ăn được nhiêu ăn, dư nhiêu bỏ, cứ trong đầu cứ nghĩ như vậy, thì nó thành một cái nghiệp sống phí. Thì bây giờ quý vị thấy ăn mà phí kiểu đó thì tất cả cái khác nó cũng phí theo. Cho nên á, thường thường cái nghiệp á, đầu tiên đó có một cái gọi là cái gì kia không, khởi tập. Cái nghiệp khởi lên đầu chớm một chút, nhưng mà nếu chúng ta không chuyển cái nghiệp đó thì chính cái nghiệp này nó sẽ lay mình, nó sẽ dẫn mình tới những cái nghiệp khác nữa. Ví dụ ha, mình đi đánh bài chơi nhỏ thôi, 5 đồng 2 đồng thôi mà, tiền của tôi chơi chứ tôi có chơi tiền ai đâu, nói vậy đó. Nhưng mà mình chơi riết nó thành ghiền, nó ghiền rồi bắt đầu hết tiền của mình rồi á, thì bắt đầu mình bắt đầu dòm ngó tiền người khác. Thì bây giờ cái nghiệp đánh bài này nè, nó sẽ dẫn mình tới cái nghiệp ăn cắp. Hồi đầu mình không có ý ăn cắp, mình chỉ chơi bài thôi. Nhưng mà chơi bài một lúc nào đó mình thua nhiều rồi, mà mình ghiền rồi, bây giờ lên cơn ghiền chịu không nổi, thì mà không có tiền thì bắt đầu ăn cắp. Thành rồi nghiệp thứ hai. Nghiệp ăn cắp xong rồi bắt đầu á, hễ ăn cắp của người khác á, người khác hỏi tới thì phải nói gì? Nói dâu. Cái nghiệp thứ tư nó không à. Cho nên cái giới thứ năm là cái giới rượu chè cờ bạc xì ke ma túy, nó gom chung vô đó. Thì cái giới đó nếu mình vướng á, thì nó sẽ dẫn tới cái giới thứ tư là mình nói dốc, rồi có thể phạm luôn cả giới thứ hai là mình ăn cắp. Và thậm chí đôi khi nhiều lúc vì bảo vệ bản thân mình lỡ tay giết người cũng có. Như là phim ảnh, là những cái câu chuyện ở trong cuộc sống chúng ta thỉnh thoảng chúng ta nghe. Cho nên đó, trong cuộc sống của chúng ta, một người Phật tử hay là nói chung là tất cả con người đi, ai sống trong cuộc đời này mà nếu chúng ta có được cái nghề nghiệp quân bình được cuộc sống, và thậm chí chúng ta có giới, là một niềm hạnh phúc. Tại sao? Vì chúng ta biết ngăn những cái gì mà chúng ta không nên làm. Cho nên cái lỗi á, mình nên trừ để không vi phạm vào cái tội. Cái lỗi là cái sơ ý, mà cái tội là cái cố tình. Mà cái sơ ý này ở trong cuộc sống nhiều lắm. Vì vậy cho nên ở trong giới Bồ Tát á, các vị nào mà thọ Bồ Tát giới đó, thì có cái giới gọi là giới thất ý. Thất ý là gì? Là sơ ý, là không quan tâm. Vì chúng ta sống hời hợt. Ví dụ như mình nói chuyện mà không để ý cái feeling của người khác, thì cái đó là lỗi thất ý. Mình phải cảm nhận được cái feeling của người khác chứ. Mình nói sướng cái miệng mình thôi, đặc biệt là trong lúc giận. Rồi thậm chí nói chơi mà nói không đúng lúc, nói không đúng người, nói không đúng việc, thì cái lời nói chơi nó trở thành một câu chuyện quan trọng mà người ta cảm nhận rằng mình đang nói móc người ta, mình đang nói xỏ người ta, mình đang đem người ta ra thành một câu chuyện để mình trêu đùa, mà thật tâm mình không có. Nhưng mà người ta sẽ trách mình, và khi lỡ ra rồi thì mình thấy cái lỗi này lỗi gì? Lỗi sơ ý. Cho nên cái đó gọi là giới thất ý. Thất ý nghĩa là cái giới mà chúng ta không có để tâm, không quan tâm, quá sơ thất, sơ sót. Chữ thất là mất, mất cái ý tứ, mất cái chánh niệm. Cái thứ ba mà Đức Phật dạy á, là chúng ta có thiện tri thức đầy đủ. Hồi nãy Pháp Hòa nói á, phương tiện đầy đủ gọi là nghề nghiệp, thấy không? Rồi biết giữ gìn một cách quân bình mọi thứ. Cái thứ ba mà Đức Phật nói là gì? Đó là chúng ta có thiện tri thức đầy đủ. Là gì? Nghĩa là chúng ta làm chủ được mọi thứ và chuyển hóa cho nó thành tốt hơn. Ví dụ vậy nè,
Trong cuộc sống của mình á, hồi sáng này Pháp Hòa có nói với một đạo hữu, mình có thể làm chủ nhà, chủ tiệm, mình làm có thể trong cuộc đời mình làm chủ nhiều thứ lắm, nhưng mà không có cái làm chủ nào quan trọng mình làm chủ mình. Mình làm chủ cái tâm mình được á, thì mình mới bớt khổ và làm cho người khác giảm khổ. Pháp Hòa ví dụ ha, mình là người bệnh, mà người bệnh á, trong đầu mình nghĩ là được sự chăm sóc, mà người nhà của mình mà nghe mình bệnh là tự động bổn phận người ta chuẩn bị rồi đó, chuẩn bị chăm sóc bệnh cho mình. Nhưng mình phải làm chủ cơn bệnh của mình một phần nào, để mình đừng có làm khổ cái người chăm sóc bệnh. Có nhiều khi mình bệnh ai không biết, mình bệnh, mình đau, mình quạo ai không biết, nhưng mà đâu có nghĩa là mình muốn nói gì mình nói đâu. Mình thiếu cái sự làm chủ thì đôi khi mình nói những lời nói làm cho người chăm sóc bệnh của mình người ta nản, người ta chán, người ta buồn. Người ta biết trong lòng người ta là mình đang bệnh, biết vậy đó, nhưng mà rồi hồi ta cũng có cái gì đó người ta buồn một chút, người ta lo lắng một chút. Chứ mình làm bệnh á, mình được chăm sóc, mình phải làm chủ mình chút, để đừng có nói, đừng có hành động. Rồi ngược lại, người chăm sóc bệnh cực lắm, thức khuya dậy sớm đủ thứ hết, đôi khi quạo luôn, nói hoài người bệnh không nghe, cũng phải làm chủ mình chút. Tại vì mình không làm chủ mình thốt một câu lên, thí dụ mình nói bệnh gì bệnh hoài à, mệt quá, thì cái người bệnh nói thôi vậy đưa tôi chết cho rồi. Thưa quý vị thấy không? Cách đây mấy hôm thì Pháp Hòa có nói với một nhóm Phật tử đến thăm. Pháp Hòa nói thật sự ra đạo Phật đơn giản lắm. Hay là Pháp Hòa nói cách khác là thật ra cuộc sống nó đơn giản vô cùng. Nghĩa là ai cũng có cái quyền của mình hết á, nhưng mà quan trọng là cái quyền đó mình sử dụng sao. Ví dụ như mình có quyền mình nói, hay là người ta có quyền người ta tới với mình, người ta giúp mình, nhưng mình phải biết làm sao để mình tiếp nhận cái sự giúp đỡ đó. Quý vị biết là trong cuộc sống này, chỉ cần chúng ta có cái chánh niệm ý thức thì mọi thứ nó sẽ khác lắm. Người ta tốt với mình, nhưng mình phải biết mình nhận cái lòng tốt người ta chừng mực cỡ nào, thì để cho người ta không thấy rằng mình đang lợi dụng lòng tốt của người ta. Mặc dù người ta tốt với mình nhưng mà mình không khéo á, người ta sẽ cảm nhận rằng mình đang lợi dụng lòng tốt. Và thậm chí lâu ngày nó sẽ hư mình, là mình đã sử dụng lòng tốt người khác một cách thiếu chánh niệm. Cho nên á, người bệnh hay người không bệnh gì, cả hai đều phải tu hết. Đó, như nãy mà nói, người ta chăm sóc mình bệnh, cuộc sống đơn giản là mình bệnh là sẽ được chăm sóc, nhưng không có nghĩa là mình có thể tháo quát người ta. Quý vị thấy y tá ở đây nè, mình có la họ không có đâu nói gì, nhưng mà họ sẽ không, mình sẽ, trong mắt họ mình không có dễ thương. Là mình là người rất là dữ, mình là người rất là khó khăn, thì họ chỉ làm đúng bổn phận của họ với mình một ngày bao nhiêu lần mà thiếu cái tâm. Họ đến với mình vì bổn phận chăm sóc, nhưng mà không đem hết cái tâm của họ đối với mình. Nếu mà một người bệnh á, trong bệnh viện á, mà nhẹ nhàng với y tá, bác sĩ, người ta đến với mình bằng bổn phận, nhưng mà trong đó ẩn bên trong là gì? Một cái tấm lòng của người ta. Cho nên trong cuộc sống quý vị sẽ thấy rằng có những người đến với mình đã có hai cách người ta đến nha. Một là người ta đến bằng cái tấm lòng, hai là người ta đến vì bổn phận trách nhiệm. Thí dụ như người ta là nhân công, mình làm chủ, mình cứ la hét người ta hoài, thì người ta sẽ đến với mình đúng bài bản thôi. Anh mướn tôi 8 tiếng, đúng 8 tiếng tôi về. Bây giờ tôi không có tình cảm gì với anh đó. Tại vì anh sống làm chủ mà không có tình cảm với tôi. Thì con người nó có đáp, có đối nó mới có đáp.
Vì vậy cho nên đó, hôm nay á, Pháp Hòa trích một cái bài kinh Đức Phật dạy bốn điều an lạc của người cư sĩ, đầy đủ về phương tiện, đầy đủ về sự tiêu xài, đầy đủ về thiện tri thức, và đầy đủ về cái sự chánh mạng. Chuyển hóa mình đó, quan trọng lắm. Cũng như nãy Pháp Hòa nói vậy đó. Nếu như á, quý vị thấy á, mình nấu cơm lỡ nhão mà mình không biết làm gì với nồi cơm đó đó thì nó phí không? Bây giờ nếu nồi cơm mà lỡ nhão mà đem đổ thêm nước vô á thì bây giờ nó sẽ thành nồi cháo. Thì quan trọng là chúng ta biết chuyển hóa, chứ không phải chúng ta chỉ có công thức đó. Lỡ nấu cơm nhão thì chúng ta có thể chuyển hóa thành cháo. Nhưng mà khi cái nồi cơm nhão đó đem ra rồi, bây giờ cháo là mình biết rồi đó, nó sẽ ra nhiều hơn. A Tầm Phù nhắm mắt nhắm mũi đổ nước vô nguyên nồi cháo đó, ăn một tháng không hết. Bây giờ cũng cái nồi cơm nhão đó chia làm 4 phần. Hôm nay mình nấu một phần, 3 phần kia mình cất. Thì mình sẽ có được 4 lần cháo ăn mà fresh. Không phải ăn một cái lần nồi cháo mà hâm hoài, hâm nó khét luôn. Hay là thậm chí ăn cuối cùng nấu một nồi cháo quá ẻ, ăn không hết. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, cái tu hành là nó cái chỗ đó thôi. Cái chỗ đó nè. Chứ bây giờ á, quý vị đã nhận ra đạo Phật. Quý vị nhận ra đạo Phật không phải một cái đạo Phật mà như xưa nay mình hiểu nữa. Cúng cơm phải mấy chén, phải bao nhiêu món, rồi phải bao nhiêu mâm. Bây giờ mình thấy mình hiểu đạo rồi, mình vẫn cúng cơm, nhưng mà cúng cơm rất hạnh phúc. Một mâm cơm đơn giản đó là biểu tượng. Cái hôm rồi có một em nhỏ đó, nó khoảng chừng 15 tuổi thôi, thì nó đi với ba mẹ nó lên chùa. Pháp Hòa mới hỏi con thắp nhang cho ông ngoại chưa? Nó dạ con thắp nhang rồi, hình ông ngoại con đó đó. Mà ông ngoại nó mất hồi nó có 2 tuổi à. Thì Pháp Hòa mới giải thích, con có biết không, đó là lý do tại sao người Việt Nam lập bàn thờ ông bà ở trong nhà. Bởi vì nếu không lập bàn thờ ở nhà, không có bàn thờ ông bà, thì tụi con không biết mặt mũi ông bà. Ngay một đời, một thế hệ thôi là đã không biết ông bà, thì những thế hệ sau là mất hết. Vậy thì con phải nhớ rằng cái bàn thờ ông bà không phải là mê tín. Bàn thờ ông bà là một cái hình thức nuôi dưỡng gốc rễ của con cái. Ông ngoại con mất hồi con 2 tuổi à, con đâu có nhớ mặt hết đâu. Nhưng mà nhờ cái hình thờ nè, con hỏi ba con, đây là ai? Ồ, ông ngoại con. Rồi mai mốt con lớn lên, con có vợ, con có con nó không biết ông đó là ai. Nó hỏi con, đây là ông cố con. Nhưng mà nếu như mà mình cất cái hình nó luôn không thờ gì nữa hết, thì cái hình đó sẽ trở thành một nhân vật nào đó ở trong gia đình mà không hề ai biết ông đó là ai. Một năm cúng dỗ một ngày không có gì mê tín hết. Nếu mình không biết cúng, mình chấp trước vào hình thức, người ta mới cho mình mê tín. Còn cúng dỗ mình biết cúng là mình sẽ nói được lên cho con cháu biết cái ý nghĩa cúng dỗ. Nếu không có cúng dỗ thì đâu có sự tập hợp. Cũng giống như nè, Phật tử nha, nhiều khi mình nói mình là Phật tử mà năm mình không có đi chùa. Nếu không có ngày Phật đản, chắc gì gặp nhau. Cho nên tổ chức lễ Phật đản để mọi người hôm nay sinh nhật của Phật. Rồi bắt đầu bày ra cái vụ tấm Phật. Hồi Phật không có tấm Phật nha. Cái vụ tấm Phật là mới sau này mình mới bày ra tấm Phật. Rồi tấm Phật là để biểu tượng rằng á, mình lấy cái nước á, tượng trưng cho định,
bỏ hoa vô trong nước là tượng trưng cho giới, Đức Phật là tuệ. Mình lấy nước của định, của giới, tẩy sạch cái tâm trần cấu để hiển lộ một Đức Phật là trí tuệ, là chánh niệm. Nhưng mà có nhiều khi người ta hiểu tắm Phật vậy xong rồi lấy miếng nước vuốt đầu mạnh giỏi. Có nhiều người đi tắm mà xách theo cái hũ nữa để xin miếng nước đó về uống cho mạnh giỏi. Phải không? Thành thử ra nếu mà ai cũng hiểu đạo Phật cái kiểu đó đó thì đạo Phật không thể nào last long được. Thì người ta sẽ nhìn vô đạo Phật, thì ra ông Phật đợi năm tắm lần để kiếm chút bụi về uống. Ta hiểu đạo Phật kiểu đó là đạo Phật không thể nào kéo dài thọ mạng được. Còn nếu mình hiểu rằng á, mình vẫn làm lễ tắm Phật nha, nhưng mình không hề hiểu rằng tắm Phật là để cho Phật sạch hay để Phật phù hộ mình, mà tắm Phật là gột cái tâm. Nước là tượng trưng tỉnh, cái hoa mình ngắt mình rải vô đó là tượng trưng cho giới, Đức Phật là tượng trưng cho chánh niệm, là trí tuệ. Mình vốn vẫn có trí tuệ đó, nhưng mà mình không có chịu dùi mài chùi rửa thì trí tuệ đó nó bị lu mờ. Ngày hôm nay cần lấy nước định, nước giới tẩy sạch cái bụi đó đi thì một Đức Phật có mặt, Đức Phật hiển lộ. Và đản sanh là gì? Là một Đức Phật sanh. Mỗi ngày mình mở mắt ra là một ngày mới rồi, thì mình phải tuyên bố rằng ngày hôm nay là Phật đản sanh. Chứ đâu phải là năm chỉ có ngày, nhưng mà không có ngày đó thì mình không có sự quy về. Cũng giống như Vu Lan vậy, đâu phải đợi tới ngày Vu Lan bắt đầu mới nỉ non lòng mẹ bao la rồi ngồi khóc nhìn hoa tuổi phận mình màu trắng đơn côi, rồi mấy ngày kia nó mừng quá, bà chết sớm tôi khỏi lo. Đâu phải chỉ có ngày lễ Vu Lan đó đâu. Mà nếu mà Vu Lan là một ý niệm, chữ Vu Lan là cái sự cứu khổ. Ngài Mục Kiền Liên á, dùng con mắt thần thông để tìm coi mẹ mình đang ở cái chỗ khổ đau nào. Phải không? Trong kinh nói vậy phải không? Em không nhớ. Trong kinh đó là Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông để nhìn mọi người, nhìn tìm kiếm mẹ mình đau khổ. Ô thấy mẹ mình khổ quá, đem chén cơm tới cho mẹ. Mẹ thấy chén cơm sẵn đang đói bụng mà đông quá, lấy cái tay che lại để lát thấy ăn của mình sao. Thì vừa đưa cơm lên miệng bằng cái tâm keo kiết bỏng sẻn đó, cho nên cơm hóa thành than lửa ăn không được. Ngài Mục Kiền Liên thấy như vậy tội nghiệp quá, xin Phật. Phật mới nói ông hiếu thảo lắm, nhưng mà một mình không thể cứu, phải nhờ thần lực của Tăng. Thời đại khái là vậy đi. Vậy thì bây giờ quý vị thấy rằng chỉ có Ngài Mục Kiền Liên mới được thần thông cứu mẹ rồi, còn mình không có thần thông cứu ai. Vậy thì cái ý nghĩa đó là mỗi người chúng ta mỗi ngày phải dùng con mắt đạo thông này nhìn tất cả mọi người, và chúng ta thấy rằng ai cũng đang khổ lắm. Nhiều khi trước mặt mình ta cười cười nói trong này nát như tương ăn phở vậy. Cho nên mình nhìn người ta, mình thấy người ta khổ, mình tới mình nâng đỡ người ta bằng mọi hình thức. Cho nên một Kiền Liên là mình dùng con mắt đạo để nhìn mọi người, để mà thấy được cái khổ của người. Mà con người mà khổ nhất, cái gốc khổ là từ đâu? Từ cái tham. Nhưng mà tham là tham nhiều kiểu lắm, tham nhiều cách lắm, không phải một cách tham đâu. Tham ăn chỉ là một thôi. Có người là tham ngủ, có người tham danh, có người tham tiền, có người tham sắc, có người tham đủ cả năm. Tài, sắc, danh, thực, thụy, năm thứ đó. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là người con người chúng ta là ai trừ được cái đó. Ai cũng còn vướng cái đó hết. Nhưng mà có tu á thì cái này nó quân bình. Bộ nói tu khỏi ngủ hả? Tu không phải ngủ chứ, nhưng mà ngủ vừa thôi, ngủ nhiều mất dấu.
Ngờ u ngu hỏi ngủ, ngủ nhiều mất dấu hỏi. Đó, người tu vẫn ngủ, người tu vẫn ngủ chứ không ngủ cái đầu nó bần thần sao đủ tỉnh táo để làm việc. Phải ngủ. Người tu vẫn ăn, nhưng mà bây giờ ăn sao? Ăn hiền lành, ăn hiền lành, ăn vừa đủ, ăn mà còn coi ngó trước sau, ăn mà còn quán chiếu thức ăn. Cái món này nè, nó ngon lắm, tôi thích lắm, nhưng mà nó dầu nhiều. Bây giờ tôi cơ thể ăn không được nữa nhiều, ăn chút cho vui thôi. Cái món này tôi thích lắm, nhưng mà bản chất nó là độc, ăn vô nhức lắm, thôi tôi ăn chút cho vui thôi, và thậm chí miễn ăn khác. Thì cũng ăn vậy. Cho nên đừng có nói là con người mình là đọa ngũ dục nha. Cái hạnh phúc nhất của mình là quân bình ngũ dục. Ai mà không ăn, ai không ngủ, ai không cần tiền, ai không thích đẹp, trời ơi, đi chùa tu rồi đó mà áo tràng phải vải gì nè, thầy chùa cũng vậy luôn. Nâu phải nâu gì? Nâu đen chụp hình mới đẹp. Thí dụ vậy. Cho nên con người mình vẫn còn thích đẹp, chứ đừng nói tôi giờ khỏe lắm, hết thích đẹp rồi, không dám đâu. Nhưng mà mình tu ở đây là mình có chánh niệm để mình quân bình nó, như Đức Phật dạy, chánh mạng quân bình, chứ không phải là chúng ta buông xuôi buông lung. Mình tu á, không có nghĩa là ôi tiền tài là vật ngoài thân rồi mình phung phí, mình buông lung, không đúng. Hay là mình coi thường nó, mình không có sử dụng nó đúng, cũng không được. Biết thân này là vô thường nhưng không thể hủy nó, bởi vì nó mất rồi lấy gì tu, phải không? Cái thân này mất rồi không có tu được, tại tu là tu cái tâm, nhưng mà mượn cái thân này để tu. Cho nên Phật mới nói đó, mượn chiếc thân này như chiếc thuyền qua sông. Thì Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng là đạo Phật cho chúng ta một cái nhìn rất rõ về mọi vật, nhưng không phải để chúng ta hủy bỏ mọi vật. Hai cái đó chúng ta phải xa. Hồi đầu á thì coi gì cũng thiệt hết, cái bắt đầu phung gì đó phung phí hay là xài mà chấp trước. Nhưng mà bây giờ á, Phật dạy mình biết nó vô thường cho nên giữ nó, nhưng mà lỡ nó vô thường không buồn khổ với nó. Tại vì thân mình á, o dữ lắm, chăm sóc lắm, thuốc bổ ai quảng cáo cũng uống đó. Uống thuốc bổ, sức kem dưỡng da, làm đủ thứ hết, nhưng mà tới lúc nó nhăn là nó phải nhăn thôi. Tại vì bản chất nó là nhăn và nheo. Còn mình mà nheo sớm thì nó nhăn sớm, phải không? Đó là bản chất thật của cuộc đời. Còn những cái gì mà người ta sáng tạo ra để cho mình dưỡng nhớ, nó là dưỡng thôi. Mà đã dưỡng nghĩa là tạm, không có thật. Đây cái hoa này nè, cắm vô hang, spray nước nè, tưới nè, dưỡng thôi. Rồi một ngày nào đó, hai tuần lễ sau, nó phải đi theo cái sự bản chất của nó là nó phải héo, bởi vì nó lại là hoa. Nhưng mà nó là kiểng cây thì nó khác. Mình dưỡng nó khoảng được 10 năm. Thân này nè, bây giờ đi mua cái gì cũng có guarantee hết á. Mua cái tivi guarantee 2 năm. Mua cái microwave guarantee 1 năm. Mà cái thân này không có cái giấy guarantee. Không ai dám bảo đảm bán cái giấy guarantee mình được bao lâu hết á. Cho nên nhiều khi nghĩ cho cùng thì mình thua cái máy. Cái máy nào nó còn có guarantee, chứ còn cái này không có guarantee. Nó có thể bệnh bất cứ lúc nào, mà nó có thể đi bất cứ lúc nào. Vậy thì người học Phật, học Phật để làm gì? Học Phật á, là chúng ta soi sáng tâm thức của mình.
để chúng ta nhận diện mọi thứ xung quanh mình như thật của nó. Bản chất là vô thường, cho nên mình sống với nó. Lúc nó còn mình sử dụng, lúc nó hoại mình bình an, không chấp trước. Cái mà mình khổ là mình chấp ngã, là mình chấp pháp, là chấp vào vật. Nhớ ha, chấp ngã là mình là dính vào cái mình. Tôi là thật, tôi là có quyền, tôi là có lực, có thế, vân vân. Đây là chấp ngã đó. Chấp pháp là mọi cái pháp nào nó hiện tượng xung quanh. Ví dụ cái hoa này phải tươi, cái trống kia phải thanh, cái mỏ nọ phải thanh, cái chuông kia phải ngân. Không, không phải vậy. Và pháp đã không thì không có cái gì gọi là ngã sở. Ngã đã không thì làm gì có ngã sở. Ngã sở là gì? Những cái thuộc về tôi. Không có. Có không? Không có. Đấy, 20 năm trước, 30 năm trước, cái này là cái rạp hát. Rồi cái người chủ xây rạp hát này bán đi thì hết ngã sở, đâu có cái gì của họ. Phải không? Rồi cái bắt đầu làm chùa. Biết đâu chừng vài chục năm nữa cái chùa này phát triển đi đến một miếng đất nào rộng, xây cất lớn hơn, thì cái này cũng không còn là ngã sở. Đây, cái thân này mình kêu là thân của tôi thì nó là thuộc về ngã sở rồi đó nha. Nhưng mà thiệt sự không có phải của mình. Mình tạm mượn để mình xài thôi. Mấy mươi năm rồi cuối cùng mình phải trả về cho đất nước gió lửa. Không có cái gì bi quan hết. Thấy thật như vậy, để rồi trong khi nó còn mình phải sử dụng cho đúng. Sử dụng cho đúng rồi khi nó héo, nó mất đi, bình an với nó. Còn ví dụ mình lại Phật, mình cúng Phật rồi đó, đó chỉ là một sự biểu lộ nhớ ơn Phật. Phật là người chỉ dẫn cho con cái phương pháp tu sống. Quý vị nhớ, lại Phật, cúng Phật chỉ là một hình thức tỏ lòng nhớ ơn. Còn cái chính là chúng ta nhận được lời Phật và chúng ta ứng dụng, chúng ta sống. Ngày nay quý vị hiểu Phật khác hơn xưa rồi. Bây giờ quý vị hiểu Phật rồi, quý vị đâu còn đố với tiền vàng bạc nữa, phải không? Còn ai còn đố không? Khỏi đố cái đó nữa, đỡ tốn tiền. Thay vì như vậy đó, làm phước đi. Thay vì mình đố cái đó đó, mình đi làm phước bố thí. Còn nếu muốn giữ phong tục, đốt vài tờ cho có lễ thôi, đâu cần phải đốt nhiều. Vài tờ có lễ gọi là muốn giữ phong tục. Cũng giống như bây giờ mình thắp nhang, có cần phải thắp 3 cây không? Không cần. Mặc dù 3 cây tượng trưng cho giới, định, tuệ, nhưng mà 1 cây đủ rồi. Tại vì trong một nó có 2 cái kia, trong một nó có 2 kia. Cũng giống như mình tưới cây, đâu cần phải tưới từng cái lá đâu, tưới cái gốc nó thôi. Rồi cái gốc nó mà nó hút đủ nước rồi nó nuôi trên chứ gì đó. Hồi nhỏ của ông biết mà tưới cây, mà cầm mà tưới từ là từng cái lá gì, mình nghĩ là tưới như vậy nó cây nó mới sống. Tưới xong chết luôn. Nó úng. Nước nhiều quá nó úng. Cho nên thưa đại chúng là khi mình hiểu được Phật rồi đó, giống như Pháp Hòa thường hay nói, quý vị xếp áo á, thường thường mình xếp áo, mình nắm ngay cái sống áo, đúng không? Mình nắm ngay cái sống áo để làm chi? Để 2 cái tay áo nó tự nó gập vô. Rồi cái bắt đầu mình nắm cái sống áo, rồi mình cầm 2 cái tay đó, cái mình xếp được cái áo. Phải không nè? Quý vị xếp áo tràng có xếp vậy không? Xếp y vậy đó. Nắm ngay cái sống áo tràng thì tự nhiên 2 cái tay áo tràng mình nắm đó, rồi mình để vô người mình xếp. Học Phật cũng vậy, mình nắm được cái xương sống, cái cốt tủy của đạo Phật rồi đó, đâu nó vô đó hết, đâu nó vô đó hết. Cho nên chỉ cần mình nắm được cái chìa khóa chánh niệm, chánh niệm là chìa khóa mở tất cả các cửa, chánh niệm là trái tim của sự tu tập, chánh niệm là gì? Là ý thức rõ rệt, ý thức rõ rệt cuộc sống, thời gian, mọi thứ hết. Thì tự nhiên cuộc sống mình an lạc. Bây giờ mình sẽ dừng ở đây, vì mình có chánh niệm, cái bụng nó kêu